Xin chào các bạn, mình rất là vui và hào hứng khi được giới thiệu cho các bạn về clip này. Clip nói về tự do tài chính. Hôm nay mình sẽ nói rõ về tự do tài chính. Và đây là biểu đồ thu nhập thụ động theo thời gian. Thu nhập thụ động là thu nhập rất quan trọng trong việc đạt được tự do tài chính. Tự do tài chính là gì? Và làm sao để đạt được tự do tài chính? Tự do tài chính là khả năng sống một cuộc sống như bạn mong muốn và theo cách của bạn, mà không bắt buộc phải làm việc hay phụ thuộc vào tài chính của bất kỳ ai. Nói cách khác, bạn cần tạo ra thu nhập thụ động sao cho tổng của chúng lớn hơn nhiều so với chi phí và cách sống của bạn. Công thức để đạt được tự do tài chính là một hàm số toán học như sau: FF bằng BI lớn hơn EX cộng do lifestyle, TDTC bằng TNTD lớn hơn CP cộng CS. Trong đó, FF là tự do tài chính, BI là thu nhập thụ động, EX là chi phí, do lifestyle là cách sống. Để đạt được tự do tài chính, chúng ta cần trải qua 3 giai đoạn sau. Giai đoạn 1: học và tập đầu tư. Tạo thu nhập từ làm việc hoặc kinh doanh để trang trải chi phí hiện tại và đầu tư vào bản thân như đào tạo, tiết kiệm, cắt giảm chi phí. Đào tạo tức là nghiên cứu về những người thành công và giàu có từ sách vở hoặc từ internet hoặc từ bất kỳ nguồn nào ngoài đời sống. Tiết kiệm tức là giữ lại một số tiền bạn kiếm được từ công việc hoặc kinh doanh để mai sau đầu tư. Bạn có thể tiết kiệm 10% thu nhập hàng tháng của bạn chẳng hạn, hoặc hơn. Cắt giảm chi phí tức là hãy liệt kê ra những danh sách các thứ thiết yếu bạn cần để duy trì cuộc sống của bạn trong phạm vi kiểm soát được. Nghĩa là có những cái không cần thiết thì có thể không mua để tránh phát sinh chi phí. Giai đoạn 2: đầu tư. Tạo thu nhập từ làm việc hoặc kinh doanh để trang trải chi phí hiện tại và đầu tư tạo thu nhập thụ động. Điều quan trọng của giai đoạn này là đầu tư để tạo ra thu nhập thụ động. Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là hãy bắt đầu ngay bây giờ. Đó là mỗi tháng bạn có thể trích ra một số tiền khoảng 10% thu nhập của bạn chẳng hạn để đầu tư. Có thể là đầu tư vào làm một sổ tiết kiệm chẳng hạn, hoặc là mua một vài cổ phiếu, hoặc mua một vài trái phiếu, hoặc bất cứ cái gì có thể tạo ra thu nhập mà bạn không cần phải làm việc hay có mặt ở đó. Đến giai đoạn này mà bạn vẫn than phiền rằng: ồ, tôi không có tiền để tiết kiệm, tôi không có tiền để mua cổ phiếu, tôi không có tiền để mua trái phiếu, tôi không. Thì lúc này bạn hãy quay trở lại giai đoạn 1: học và tập đầu tư. Có thể bạn đã sai lầm trong một trong những 3 điều sau. Đó là có thể bạn đã sai lầm trong việc đào tạo, có thể bạn đã sai lầm trong việc tiết kiệm, hoặc cũng có thể bạn đã sai lầm trong việc cắt giảm chi phí. Hãy nhớ, hãy đầu tư vào bản thân. Hãy đầu tư vào bản thân càng nhiều càng tốt. Đó là đọc sách về những người thành công, giàu có. Và nhớ là phải hiểu những gì họ biết. Đọc một lần không hiểu, đọc tiếp lần nữa, đọc nhiều lần hơn, đọc chậm lại. Hãy tự đào tạo mình càng nhiều càng tốt. Và một điều quan trọng là hãy tập tiết kiệm tiền mọi lúc có thể. Khi bạn có tiền, hãy tiết kiệm chúng bằng cách trích ra một số tiền nhỏ trong đó. Bạn có 100.000, hãy tiết kiệm 10.000. Bạn có 10.000 ư? Hãy tiết kiệm thử 1.000. Bạn có 50.000, hãy tiết kiệm 5.000. Bất kỳ khi nào thu nhập từ làm việc hoặc kinh doanh phát sinh ra số tiền, hãy trích ra một số tiền khoảng 10% hoặc lớn hơn tùy bạn vào việc tiết kiệm. Và hãy nhớ tiết kiệm như một thói quen. Và hãy nhớ tiết kiệm, mục đích của tiết kiệm là để đầu tư và tạo ra ngày càng nhiều tiền hơn, chứ không phải tiết kiệm để trả hóa đơn hay là mua một xe máy, hay là tiết kiệm để mua những thứ bạn thích. Khi bạn đầu tư tạo ra số tiền lớn hơn số tiền mà bạn mua và bạn được tự do, thì bạn có thể mua những thứ mà bạn thích. Lúc này bạn quay lại giai đoạn 2. Khi hiểu rõ về giai đoạn 1 rồi, quay lại giai đoạn 2. Mỗi tháng bạn có thể trích ra một số tiền để đầu tư vào những nguồn thu nhập. Khi đó, những nguồn thu nhập từ việc đầu tư này có thể tạo ra thu nhập thụ động, và theo thời gian, lúc đầu thu nhập thụ động sẽ rất ít, nhưng cứ duy trì việc tiết kiệm và đầu tư đều đặn hàng tháng, nguồn thu nhập thụ động của bạn sẽ tăng lên theo thời gian, từng ngày một nhiều dần lên. Khi đó bước qua giai đoạn 3. Giai đoạn 3, tự do tài chính, tạo thu nhập từ kinh doanh hoặc đầu tư để trang trải chi phí hiện tại và tương lai. Đây là tự do tài chính, tức là nguồn thu nhập thụ động của bạn lớn hơn nhiều so với chi phí sinh hoạt của bạn. Bạn sẽ thành công, bạn sẽ tự do, bạn sẽ có thời gian chăm lo cho gia đình, có thời gian đi đây đi đó, vui sống một cuộc sống ý nghĩa mà không bắt buộc phải làm việc. Làm cũng được, không làm cũng được, bạn có thể làm những gì bạn thích. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.